vâng uh, xin chào toàn thể quý vị và các bạn và tôi là lưu thị thanh lê hiện nay tôi đang giảng dạy ở khoa các học liên ngành đại học quốc gia hà nội và vừa rồi thì anh trí có chia sẻ một câu chuyện rất là thú vị về well being và tôi sẽ rất là hân hạnh được cùng chia sẻ cùng với quý vị về câu chuyện về văn hóa sự đa dạng những biểu đạt văn hóa cũng như là chiếm đạt văn hóa chiếm dụng văn hóa vâng và như quý vị cũng được biết thì thời gian gần đây thì có rất là nhiều những tranh luận sôi nổi về chiếm dụng văn hóa ở việt nam rồi thì cứ mỗi một buổi sáng đôi khi chúng ta thức dậy và chúng ta lại thấy một loạt những tin tức được chia sẻ về việc ca sĩ này hoặc là nghệ sĩ kia đang có một cái hoạt động gì đó mang tính chiếm dụng về văn hóa và có rất là nhiều bạn trẻ cũng như nhiều người nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật hiện nay thì đang quan tâm đến câu chuyện về chiếm dụng văn hóa trong các cái sáng tạo văn hóa và nghệ thuật thế thì chúng ta sẽ cùng nhau Ừ, suy nghĩ thêm về câu chuyện này xem là chiếm dụng văn hóa là gì và nó liên quan như thế nào đến những sự đa dạng trong biểu đạt về văn hóa nghệ thuật. Và trước hết thì tôi muốn gợi nhắc cho quý vị về kinh nghiệm của chính chúng ta khi mà chúng ta học những chữ cái đầu tiên, những lời nói đầu tiên khi mà chúng ta vừa mới sinh ra. Và quý vị có thể thấy rằng là một đứa trẻ khi mà nó mới sinh ra thì nó chưa biết một chút gì về một ngôn ngữ gì đúng không ạ? Và bố mẹ bắt đầu dạy cho những lời nói đầu tiên, những từ ngữ đầu tiên và những người xung quanh, người thân trong gia đình, họ hàng và sau đó khi chúng ta lớn lên thì chúng ta bắt đầu tiếp xúc với người này, người kia, học thêm ngôn ngữ, học thêm những cái cách biểu đạt khác nhau. Và người ta nói rằng là tất cả chúng ta, con người chúng ta đều vay mượn uh, everyone appropriates và chúng ta học những ngôn ngữ từ những người khác, học những cách diễn đạt từ những người khác để mà làm phong phú thêm những cách diễn đạt của chính mình và những người nổi tiếng, những KOL, những uh, những người mà có ảnh hưởng với công chúng, những đồng nghiệp của chúng ta thường xuyên lại dạy tiếp cho chúng ta những ngôn ngữ mới. Ngày hôm nay các bạn có thể học thêm một từ nào đó theo trend, ngày hôm sau lại có thêm những cách diễn đạt mới mẻ để cho chúng ta có thể đa dạng hơn cái vốn ngôn ngữ của chính mình và đó là sự vay mượn ngôn ngữ rất là thường xuyên mà mỗi chúng ta đều trải qua. Và tương tự như thế thì với văn hóa cũng có những cái quá trình vay mượn như thế và mỗi người chúng ta hàng ngày thì lại vay mượn một ai đó, vay mượn những người khác và giữa các nền văn hóa cũng có sự vay mượn tương tự, nền văn hóa này thì cũng vay mượn nền văn hóa khác và tăng cường thêm những cái cách biểu đạt khác nhau, những cái sự đa dạng về văn hóa khác nhau. Và quý vị có thể thấy chẳng hạn như là những món ăn, trong những món ăn mà chúng ta ăn hàng ngày chẳng hạn người việt nam thì cũng có thể trở nên rất là quen thuộc với những cái món khác như là Món kim bắp này, món sushi, món hamburger rồi các món ăn của các dân tộc khác thì cũng trở thành những món ăn rất là quen thuộc của người Việt Nam, rồi bản thân những món ăn của người Việt Nam như là phở hay là um, hay là bánh mì cũng trở nên rất là thân thuộc với người dân của các nước khác. Và nếu như mà các anh chị nói chuyện với một số người Mỹ chẳng hạn, thậm chí họ có thể gọi tên một cách rất là rõ ràng món bánh mì mà không cần phải nói là bread hay là Vietnamese bread gì đó mà họ sẽ nói luôn với các bạn là bánh mì thì những món ăn hay là những cái nét văn hóa của các tộc người khác nhau thì trở nên rất là quen thuộc với các cộng đồng người khác thông qua các cái quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa và chúng ta có những sự pha trộn khác nhau trong món ăn của người Việt cũng có thể có những món ăn của người dân của các nước khác hoặc là trong món ăn của người Kinh cũng có thể có những món ăn được pha trộn từ văn hóa của các tộc người thiểu số khác ở trên đất Việt Nam. Và rõ ràng là sự pha trộn văn hóa thì luôn luôn tạo nên những màu sắc đa dạng và phong phú, giúp cho chúng ta hiểu biết được thêm về những cái nét văn hóa của các cộng đồng khác chúng ta và giúp chúng ta trân trọng, hiểu biết thêm được những nét văn hóa bên ngoài và quý vị có thể thấy ở trong nền nghệ thuật biểu diễn của việt nam hiện nay thì có rất là nhiều những sáng tạo của các nghệ sĩ liên quan đến văn hóa của người thiểu số có thể là có những mv mà có thể là các bạn rất là quen thuộc như là mv của hoàng thùy linh sử dụng văn hóa của người hơ mông ở trong các ca khúc và tạo nên những cái trải nghiệm rất là thú vị đúng không ạ hoặc là nếu như một số người đi Vietnam Airlines khi mà bay thì quý vị có thể thấy những clip của Vietnam Airlines trong đó hướng dẫn về an toàn bay nhưng mà sử dụng những cái bộ trang phục rất là thú vị của các tộc người thiểu số ở Việt Nam hoặc là những sáng tạo thể nghiệm của Chula Fashion một hãng thời trang trong việc kết hợp những họa tiết khác nhau của các tộc người thiểu số và tạo nên những cái bộ trang phục rất là hiện đại vừa được thiết kế theo cách rất là châu âu và à, vừa lại có những hoa văn họa tiết rất là thú vị do người dân của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thiết kế hoặc là cái thiết kế của Converse Baro sử dụng những cái chất liệu thổ cẩm ED trong các cái sáng tạo của Converse đó là những cái ví dụ về việc là khi mà người ta pha trộn những cái nét văn hóa của các cộng đồng khác nhau thì tạo nên được những cái điều thú vị như thế nào và rõ ràng là những sự vay mượn văn hóa đó xảy ra một cách rất là thường xuyên phổ biến và nhờ có những cái hành động nỗ lực để mà trộn văn hóa này với văn hóa khác mà chúng ta có được những biến thể văn hóa rất là đa dạng rất là phong phú nhiều màu sắc và bớt đi cái sự đơn sắc của một nền văn hóa À, vâng và rõ ràng là cái sự đóng góp của sự vay mượn văn hóa vào trong sự đa dạng các biểu đạt văn hóa là một điều không thể phủ nhận và nó đem lại những cái trải nghiệm mới mẻ về những nền văn hóa khác nhau và đặc biệt là quý vị có thể thấy rằng là khi mà trộn những cái nét văn hóa ở một vùng văn hóa khác vào một nền văn hóa này thì sẽ tạo nên cái cảm giác về tính ngoại lai rất là đặc biệt và cái sự ngoại lai sự khác biệt đó tạo nên một cái tính thu hút à, cũng như là chúng ta tại sao chúng ta cứ hay đi du lịch bởi vì chúng ta đi tìm kiếm những điều mới lạ về những cái điều mà nó chưa quen thuộc với chúng ta thì điều đó mới là thu hút thì những sự pha trộn văn hóa với những yếu tố của các nền văn hóa khác nhau có thể tạo nên cái sự thu hút đặc biệt uh, như thế à, tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy là có rất là nhiều những tranh cãi sôi nổi và đôi khi là rất là gay gắt về việc là một số nghệ sĩ họ vay mượn rồi thì họ chiếm dụng văn hóa của tộc người này tộc người khác và một số người tỏ ra là khá là căng thẳng và phẫn nộ về việc là sự chiếm dụng văn hóa này là không phù hợp thế thì chúng ta có thể nhìn nhận về các cái hiện tượng chiếm dụng văn hóa này như thế nào là một người mà nghiên cứu thường xuyên về lĩnh vực công nghiệp văn hóa cũng như là nghiên cứu về văn hóa dân gian và văn hóa tộc người ở Việt Nam thì tôi cũng có dịp tiếp xúc và làm quen và theo dõi công việc của rất là nhiều những nghệ sĩ, những người thực hành nghệ thuật trong lĩnh vực này và tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều bạn trẻ ấp ủ những dự án nghiên cứu rồi tìm tòi về văn hóa của người thiểu số họ siêu tầm, họ tìm cách để mà khám phá rồi tìm hiểu về văn hóa của người thiểu số và họ mong muốn truyền tải được các cái nét văn hóa này vào trong các sáng tạo nghệ thuật của họ. À, có những người thì làm về lĩnh vực mỹ thuật, có những người làm về thời trang, có những người làm về điện ảnh hay là âm nhạc, vân vân. À, và họ đầy năng lượng, họ đầy nhiệt huyết và họ đang tìm những cái cách để mà thể hiện những chất liệu văn hóa của người thiểu số hay là các cái dân tộc khác trong cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Thế nhưng mà tôi cũng nhìn thấy ở họ những sự ngần ngại, những sự lo lắng, những sự băn khoăn khi mà nhìn thấy những ngôi sao rất là đình đám ở trong làng nghệ thuật hay là giải trí của Việt Nam gặp phải những uh, những như là những căng đan về việc là chiếm dụng văn hóa hay là những cái chất vấn của báo chí hay là chất vấn của những người nghiên cứu hay là những người mà bình luận về văn hóa nghệ thuật về câu chuyện chiếm dụng văn hóa và tôi cảm thấy đâu đó có những sự hoang mang của những người thực hành văn hóa nghệ thuật trẻ về việc là liệu họ có nên tiếp tục đầu tư công sức vào việc mà khai thác văn hóa dân gian của các tộc người bên ngoài tộc người của họ hay không và tôi cũng băn khoăn liệu rằng là chúng tôi những người nghiên cứu có thể nói với họ rằng là uh, liệu rằng chúng tôi có nên nói với họ rằng là hãy dừng lại trong đường biên văn hóa của họ hãy nếu bạn là người kinh bạn hãy tiếp tục là người kinh và hãy chỉ nghiên cứu về người kinh thôi và đừng đi đến một cái miền văn hóa khác hay nếu bạn là người giao bạn hãy chỉ làm về người giao hay không rõ ràng chúng tôi không thể nào đem lại một câu trả lời như thế và cái sự đa dạng văn hóa sự pha trộn văn hóa như tôi cũng vừa chia sẻ ở trên nó là một điều rất là tự nhiên ở trong kinh nghiệm văn hóa của con người và chúng ta không ngừng học hỏi và giao tiếp giữa các nền văn hóa khác nhau để tạo nên những sự đa dạng về biểu đạt văn hóa và rõ ràng là tôi phải tìm một cách nào đó để mà cổ vũ họ để họ tiếp tục những đam mê những đam mê những sự tìm tòi để mà có thể tìm kiếm và pha trộn những cái nét văn hóa khác nhau à, vậy thì à, chúng ta có thể cùng nhìn lại một chút về cái mà dư luận vẫn đang hay bàn cãi rất là nhiều thời gian gần đây về sự chiếm dụng văn hóa cultural appropriation thì câu chuyện về cultural appropriation trong tiếng anh thì vốn uh, cái cụm từ này được hiểu là một người từ bên ngoài một cộng đồng và họ sẽ lấy một cái chất liệu văn hóa từ một cộng đồng khác và đưa nó vào trong văn hóa của họ đưa nó vào trong tác phẩm của họ và biến nó thành của mình thì um, cultural cultural appropriation trong À, tiếng Anh mà khi mà được dịch sang tiếng Việt thì chúng ta thường được dịch thành một cụm từ gọi là chiếm dụng văn hóa và ngay trong cái cách mà chúng ta dịch một cách rất là phổ biến cái thuật ngữ này ở ở Việt Nam, chiếm dụng văn hóa nó tạo nên một cái sự hiểu biết mang tính rất là định kiến và rất là tiêu cực về cái cách mà các nghệ sĩ đang làm với các cái chất liệu văn hóa của các cộng đồng khác. Đó là một cái định kiến về việc là nghệ sĩ đang khai thác một cách rất là không phù hợp chất liệu văn hóa của các cộng đồng khác. À, thế nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn lại cái khái niệm appropriation khi mà nó ở trong nguyên gốc tiếng Anh à, appropriation thì không hẳn lúc nào cũng mang một cái sắc thái nghĩa tiêu cực mà bản thân trong ngôn ngữ tiếng Anh họ cũng có cả appropriation và misappropriation nghĩa là bao gồm cả những sự vay mượn sự chiếm dụng một cách bình thường và thông thường một cách phù hợp và có cả những sự vay mượn sự chiếm dụng một cách nó không phù hợp vậy thì Uh, chúng ta cần phải phân biệt giữa những cái thực hành mà vay mượn chiếm dụng uh, vay mượn và chiếm dụng vay mượn có những sự vay mượn mà mang tính thông thường nhằm tạo ra những sự đa dạng những biểu đạt văn hóa như một cách để chúng ta tồn tại như một cách để chúng ta giao tiếp và kết nối với nhau giữa các nền văn hóa và có cả những sự vay mượn những sự chiếm dụng có thể không phù hợp mà làm ảnh hưởng đến những cộng đồng người khác nhau thì một sự chiếm dụng văn hóa nó có thể sẽ là không phù hợp nếu như nó đại diện về một tộc người một cách nó không phù hợp và nó có thể gây những sự hiểu biết mang tính sai lạc về căn cước hay là bản sắc của cộng đồng đó hoặc là sự đại diện đó gây những sự tổn thương, gây những sự thiếu tôn trọng với cái cộng đồng mà người nghệ sĩ đã sử dụng cái chất liệu văn hóa đó hoặc cái sự chiếm dụng văn hóa không phù hợp nó cũng có thể xảy ra khi mà người nghệ sĩ hay người thực hành văn hóa họ khai thác một cách quá mức hoặc là lạm dụng văn hóa của cộng đồng này mà lại không chia sẻ lại nhiều những giá trị về xã hội hay là về kinh tế cho cộng đồng mà họ khai thác chất liệu văn hóa. Đó là những cái sự khai thác và chiếm dụng văn hóa một cách không phù hợp. Tuy nhiên thì để mà người những người thực hành văn hóa nghệ thuật họ có lẽ là có thể hạn chế được những rủi ro của việc khai thác một cách gọi là không phù hợp các cái chất liệu văn hóa của người thiểu số hay là các cộng đồng khác họ có thể bằng cách là làm việc nhiều hơn với cộng đồng sở, dịu, sở hữu cái chất liệu văn hóa này hoặc là họ có thể uh, bao gồm những người của cộng đồng này trong nhóm làm việc của họ và thu nhận những phản hồi, thu nhận những ý kiến của nhóm cộng đồng đó để đóng góp cho cái sản phẩm cuối của họ và đồng thời những nhóm nghệ sĩ hay là người thực hành nghệ thuật này cũng có thể cân nhắc về việc chia sẻ lại những giá trị về xã hội hay là kinh tế cho cộng đồng mà họ đã khai thác chất liệu văn hóa à, với những cái quy trình ừ. mà Ừ, làm việc với cộng đồng như thế, tôi tin rằng là những người trẻ hay là những người đang thực hành về văn hóa nghệ thuật, những người mà có thể bao gồm cả một số quý vị ở đây đang ấp ủ những dự án làm việc với văn hóa của các cộng đồng bên ngoài cộng đồng của mình hay làm việc với văn hóa của các cộng đồng thiểu số khác thì quý vị có thể tiếp tục những đam mê, những sự ước vọng về việc là sẽ khai thác các cái nét văn hóa của các cộng đồng khác nhau để truyền tải vào trong các tác phẩm nghệ thuật của mình và tôi tin rằng là với một cái sự say xưa tìm tòi, sự dũng cảm và sự nhiệt huyết trong việc thể hiện những cái nét văn hóa của các cộng đồng khác nhau thì chúng ta sẽ tạo nên được những tác phẩm mà chạm đến được trái tim của cả những cộng đồng mà sở hữu nét văn hóa đó cũng như là cộng đồng mà tiếp nhận và thưởng thức những cái nét văn hóa này và chúng ta sẽ giúp cho thông qua những cái tác phẩm thể hiện sự đa dạng về văn hóa đó chúng ta sẽ kết nối con người với con người gần nhau hơn và cùng cổ vũ một tinh thần rất là mạnh mẽ về sự sáng tạo và những cái nét văn hóa đa dạng của các cộng đồng người khác nhau và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và trình bày.